Được rồi, nó ăn nè cả nhà. Cơm câu này nó ăn nè cả nhà, chín nè cả nhà. Câu sám nó ăn cả nhà, chín cá trọng á. Cá trọng. Hello, xin chào cả nhà nha. Quay trở lại clip mình đó nha. Chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe nha. Nay cùng theo chân mình đi câu nữa cả nhà. Đi câu cá cha xong đó nha. Nay giờ mình đi lên cái vùng của mình nha cả nhà. Mình kêu đây kinh 2000 nha cả nhà. Lúc chỗ mình ở cả nhà. Đó đây, kinh nhỏ nè. Thấy nãy giờ có cá ụt la gai nha, bữa nay mình đi xuồng. Lũ vô cái đám lục bình này cho ăn cả nhà. Cho chiếc xuồng nó im, nó không có động nước. Nước mới vừa nhuyễn lớn nè, thấy cá nó ụt nãy giờ cũng lai gai. Nay mình đánh cá tổng hợp của mình nghe cả nhà. Rồi. Thôi mình chậm ngồi thôi cả nhà. Giờ chiếc xuồng nó chặt hẹp quá rồi, nó rung nó lắc thì cả nhà thông cảm nha. Rồi bữa nay mình câu phao. Ở đây kinh này giờ nó cày cối dữ lắm, câu ngầm cái với đứt lử rồi này kia. Câu phao nghe cả nhà. Rồi cả nhà đón xem mình câu nha. Như cái phao đỏ ăn nữa cả nhà. Đỏ sát đám lục bình nó ăn cái gì đó, nó ăn nữa cả nhà. Phao nó càng nhúng cái nhịp, càng nhúng cái nhịp đó. Phao đỏ ăn nè cả nhà, trong bụi lục bình đó. Cái đám lục bình đó. Còn nó phao xám xám rồi nó tuốt ở ngoài giữa kinh rồi. Nó cái nhịp vậy thấy cá. Lâu lúc cái cây giật cái đầu tiên cho đã tay cây. Rồi dính cái nhà. Con đầu tiên rồi cả nhà. Lúc phao. Lúc phao. Ồ cá giò trọng cả nhà. Trọng trọng. Cả nhà. Đó. Trọng nghe cả nhà. Một em đầu tiên nghe cả nhà. Đó. Im. Lúc phao hả em. Trọng cả nhà. Có lấy. Vô trọng em ơi. Đi mình làm sao? Một con. Được. Tiếp tục nữa nha. Phao đỏ mới thải năng nữa hay nha. Nhịp nữa rồi nha. Đó phao đỏ. Đúng là nó xong nó nữa nè. À, câu đỏ lúng mất tiêu cả nhà ơi. Đó, nó uống miếng nước. Con đỏ ăn mất tiêu luôn, dính rồi cả nhà. Uống miếng nước vậy là mất tiêu. Ồ cá mà lớn nó ăn cả nhà, nó làm hết hồn. Lo mất tiêu cái phao luôn. Rồi hai em cả nhà ơi. Đang uống miếng nước được nó thịt cá. Cả nhà. Ủa, không thấy. Hai em cả nhà ơi. quay lại thì nó lo cái phao đâu ngọc. Không đĩa hồi nào không thấy luôn. Được. Rồi bữa nay là vậy là im nghe cả nhà. Tiếp tục cả nhà ơi. Cái phao xám nó sao mà nãy giờ nó phải nhịp kìa nhịp cái nó im luôn. Hết hồn hết vía chưa, mà cắt khủng quay lại mất tiêu cái phao.
Rồi chờ đợi thôi cả nhà ơi, phải sắm ăn rồi, ăn rồi sảy rồi. Trời ơi, trời ơi ổng, ôi trời, làm lại nha, lâu lâu có phọt sám ăn cái giật cái, dội quá, dội vàng quá, thôi làm lại đi, làm lại nha cả nhà. Còn đó mà sợ gì cả nhà, sảy hồi nó cũng nè. Vậy đây chờ đợi là hạnh phúc nhất. Hồi đó ăn lắm nha cả nhà, đó nè, ăn nè, chín không biết đổ sảy nữa cả nhà. Trời ơi, nó lúng nó chìm ngay đó mà giật sảy đó mày cá ơi, tao lao quá Vũ ơi, tao cha nó chìm cái đó mà giật sảy nữa. Ô, gặp Vũ tào lao rồi. Vậy giờ cũng sảy đó, trời lâu lâu ăn con. Rồi, làm lại. Tào lao quá Vũ ô. Tào lao thiệt chứ. Đợi thôi cả nhà ơi, câu đỏ ăn nữa nó nhịp hoài, nó ồ ồ nãy giờ vậy đó cả nhà, không lôi lôi đi rồi mà thấy tao nãy tao hơi hấp tấp chứ nhà không có hấp tấp nữa đâu mày. Được rồi, nó ăn rồi cả nhà, câu này nó ăn rồi cả nhà, chín rồi cả nhà, câu sáu nó ăn cả nhà, cá trọng á. Cá trọng. Ngồi nè. Trọng 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 trọng. Nè cả nhà, đó. Xuống hơi khó nè cả nhà. Im. Đây cả nhà ơi, đây. Đó. Chiếc xuồng thì nó hơi khó khăn chút nha cả nhà, đó. Rồi. Vô tụng thôi cả nhà ơi. Đẩy tụng mình đây. À, chú rồi tiếp tục cả nhà ơi, quay máy lại nó, con này nó cũng đang ăn cà nhịp nữa nè, ăn cà nhịp cái câu sám này nó lo cái tè luôn. Im rồi cả nhà, có lý rồi đó, nắng quá tính giờ điểm lựa chỗ mát mát. Chỗ cái con này nó còn nhịp thì nhịp hoài, chờ hoài nè. Đại luôn đi cả nhà, nắng rồi nắng. Con đỏ mới nhịp nhịp nha cả nhà. Mới nhịp nhịp à. Gần gần phải tới luôn.
xám ăn luôn à. Cái xám ăn luôn, dính luôn cả nhà. Dính luôn. Dính luôn. Trọng à. Trọng, trọng, trọng. Đó. Mình xám nè. Trọng nha cả nhà. Có lý, có lý, có lý, có lý. Giờ điểm có lý. Giờ điểm có lý cả nhà ơi. Nói vậy có mấy chút xíu à. Đi dần kia nó nóng quá. Rồi. Bốn chú nha cả nhà, chú này nó là chú thứ tư nha cả nhà. Chú thứ tư nha cả nhà. Im. Mưa tới luôn cả nhà ơi. Câu đang nhịp nhịp nè. Kiếm châu đục quá cả nhà. Mưa tới rồi. Để coi cá này coi này sao. Lớn luôn cả nhà ơi. Cá đang ăn nữa nè. Ghê chứ. Tốc độ chân luôn. Cá đang ăn nữa. Kiếm châu đục mới được. Chú này tiếu vậy. Lớn luôn rồi. Rồi. Mưa lắc ngắt nữa cả nhà. Nãy giờ ra trời mưa trời tạnh thì mới ra có lắc gắt nữa nè. Câu hồi ăn không ăn nữa thôi mình đi về cả nhà. Rồi ráng đeo một chút nữa đây. Nó phao sáng nó nhịp 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 nữa nè. Rồi thôi về cả nhà ơi. Ăn là nhịp thì nhịp hoài bực bội quá cả nhà. Mưa tới lớn nữa rồi. Thành quả nè cả nhà. Đây bốn con nè nha. Đâu dính đâu đặt ca bốn con cả nhà cũng trọng nha cả nhà. Rồi thành quả được bốn em cả nhà ơi. Đó đầu ra luôn nè. Đó nghe cả nhà. Bốn con cám tổng hợp mình đó nha cả nhà. Rồi mình cũng xin kết thúc clip tại đây luôn cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Hẹn clip sau cả nhà. Bye.